Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi ngày hôm nay rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Chào buổi tối và rất hy vọng rằng là chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin thật nổi bật cũng như là chia sẻ với quý vị những câu chuyện thật hấp dẫn để quý vị cũng có thể theo dõi cùng với người thân của mình trong bữa cơm gia đình. Và tôi là Linh Đăng. Tôi là Lưu Phước. Hôm nay ngày 18 tháng 11, chương trình của chúng tôi sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Rơm của Việt Nam sắp được xuất đi Nhật, góp phần giải quyết vấn nạn đốt rơm rạ gây lãng phí và ô nhiễm sau các mùa vụ hiện nay. Nhân ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19 tháng 11 cùng bàn về những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh một nhu cầu tự nhiên của con người. Khi mà hiện nay thì ở nhiều vùng nông thôn người dân vẫn phải dùng cầu tõm, còn ở thành phố thì đỏ mắt cũng không tìm được một nhà vệ sinh công cộng. Thủ đô Paris của Pháp lại rung chuyển vì các vụ đấu súng khi cảnh sát vây bắt kẻ nghi là chủ mưu của vụ khủng bố đẫm máu hồi tuần trước. Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 18 tháng 11, khi mua 1 lít xăng RON 92, quý vị sẽ tiết kiệm được khoảng 180 đồng. Bởi tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex thì vừa có quyết định là điều chỉnh giá bán. Với lần giảm thứ 10 trong năm nay thì hiện giá xăng đang thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Petrolimex thì các mặt hàng khác như là xăng RON 95, xăng E5 thì cũng có mức giảm tương tự là 180 đồng 1 lít. Trong khi dầu mazut giảm 90 đồng 1 kg thì dầu diesel giữ giá, dầu hỏa tăng 120 đồng 1 lít. Trước đó thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi các doanh nghiệp yêu cầu điều chỉnh giá bán. Vì theo tính toán thì trong chu kỳ 15 ngày gần nhất giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Vì vậy Bộ Công Thương cho biết là việc điều chỉnh giá xăng dầu nói trên là để giảm giá bán trong nước phù hợp với diễn biến của giá thành phẩm thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ cho người dân. Hiện thì giá xăng đang thấp hơn giai đoạn cuối năm 2014 khoảng 650 đồng một lít. Thưa quý vị, sau những vụ lùm xùm về việc nhiều hộ dân tại các chung cư lớn của Hà Nội phải trả phí bôi trơn để làm sổ đỏ từ cách đây một năm, thì đến hôm nay trong phần trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả điều tra chính thức về các vụ việc này. Còn dư luận thì lại cho rằng những vụ việc kiểu như vậy đang có dấu hiệu chìm xuống. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết hiện nay Công an thành phố Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn điều tra và chờ kết luận chính thức. Tuy nhiên, sau khi những vụ việc người dân phải đưa phong bì mới được làm sổ đỏ quận Nam Từ Liêm được phản ánh, thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chuyển biến rõ rệt hơn. Cụ thể là từ năm 2014 đến nay, không có vụ lùm xùm nào liên quan đến vấn đề bôi trơn sổ đỏ. Và số lượng sổ đỏ được cấp đã tăng lên, tỷ lệ cấp tại các dự án nhà ở tăng 22% so với năm 2014. Đặc biệt nếu trước đây mỗi năm chỉ cấp được 80.000 hồ sơ, thì tính đến hết tháng 10 năm nay, cả nước đã cấp được 120.000 hồ sơ. Vào trưa ngày hôm nay 18 tháng 11, chiếc cần cầu đang thi công tại công trường xây dựng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng đã bất ngờ đổ sập. Sự cố nghiêm trọng này đã khiến một người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương. Cánh tay cầu dài 70m từ công trường đổ ra đường, đè trúng hai người đàn ông đi xe máy và một phụ nữ đi xe đạp, khiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong tại chỗ. Buồng điều khiển cần cầu bị biến dạng, thợ lái cầu bị kẹt bên trong. Hơn một tiếng sau thì lực lượng chức năng mới giải cứu được nạn nhân này và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vào thời điểm này thì giao thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong dẫn tới sân bay Cát Bi và cảng chính Hải Phòng hỗn loạn, lực lượng chức năng đã phải phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Rạng sáng nay ngày 18 tháng 11, một vụ phá hoại tài sản của người dân bằng hành vi dùng xăng đốt xung quanh nhà đã xảy ra tại quán cà phê Bằng Lăng số 129 đường Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ tư quán cà phê bị kẻ lạ phá hoại, khiến chủ nhà phải làm đơn kêu cứu. Theo ông Trần Thanh Hùng, chủ nhà 129 Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, gia đình ông có cho anh Lê Mậu Ninh sinh năm 1984, trú tỉnh Quảng Trị, thuê mở quán cà phê Bằng Lăng được 3 năm nay. Trong khoảng thời gian này, gia đình ông nhiều lần bị kẻ xấu liên tục phá hoại tài sản. Đặc biệt gần đây, kẻ xấu đã 4 lần dùng xăng dầu đốt cháy quán cà phê vào thời điểm đêm khuya từ 12 đến 3 giờ sáng. Lần gần đây nhất quán cà phê bị đốt là vào lúc 24 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2015, khiến quán cà phê bị cháy ở nhiều vị trí. Rất may, gia đình phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại hiện trường, nhiều dấu vết của vụ cháy vẫn còn hiện hữu khắp nơi trong quán cà phê. Việc quán cà phê bị phá hoại nhiều lần đã được báo cho công an phường.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không điều tra được khiến ông và gia đình liên tục bị phá hoại. Đến sáng nay, sau khi có đơn kêu cứu gửi đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thì Công an thành phố Đà Nẵng mới chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Dơm dạ sau mỗi mùa vụ những năm qua đã trở thành một nỗi ám ảnh của người dân ở cả các vùng nông thôn cũng như là thành thị. Việc đốt dơm dạ ngay tại đồng ruộng thì không chỉ gây lãng phí mà còn gây ra nhiều hệ lụy xấu về vấn đề môi trường. Tuy nhiên thì thông tin ngay sau đây sẽ mang đến một niềm vui rất lớn cho những người nông dân khi mà lần đầu tiên dơm dạ của Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu sang Nhật Bản. Sáng nay thì Hiệp hội xuất nhập khẩu thịt bò của Nhật Bản và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký biên bản ghi nhớ về việc nhập khẩu dơm dạ từ nông trường sông Hậu. Ông Yaoyama là Phó Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu thịt bò Nhật Bản cho biết, hàng năm thì hiệp hội này cần khoảng 220.000 tấn dơm để làm thức ăn gia súc, đặc biệt là cho đàn bò 4,3 triệu con. Những năm qua thì Trung Quốc cung cấp dơm dạ hay bị ký sinh, nên phía Nhật Bản thì cần tìm thị trường khác để thay thế. Nhận thấy khả năng mà phía Cần Thơ có thể đáp ứng nên bước đầu hai bên ký biên bản ghi nhớ để thực hiện việc đưa dơm dạ Việt Nam sang Nhật Bản. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối thì ông Nguyễn Thanh Phú là giám đốc nông trường sông Hậu khẳng định đơn vị có khả năng đáp ứng 220.000 tấn dơm xuất khẩu mỗi năm. Tuy nhiên để đi đến ký hợp đồng thì vẫn còn nhiều việc phải làm khi mà phía Nhật Bản thì sẽ thẩm định lại quy trình trồng lúa, bón phân, thu hoạch dơm dạ sao cho chất lượng dơm dạ đạt tiêu chuẩn. Dự kiến sau vụ đông xuân 2015-2016 thì những tấn dơm đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật. Thưa quý vị, rõ ràng đây là tín hiệu vui với người nông dân, nhất là trong bối cảnh đang được đốt tràn lan một cách lãng phí như hiện nay, đó là nói về rơm. Được biết, phía Hiệp hội xuất nhập khẩu thịt bò Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia đến Cần Thơ, cung cấp thiết bị máy móc, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho nông dân sản xuất và thu gom theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, bởi vì trên thực tế, quy trình đưa các mặt hàng vào Nhật Bản lúc nào cũng vô cùng chặt chẽ. Rơm rạ từ Trung Quốc đã có lần bị từ chối cũng chỉ vì không đảm bảo các tiêu chuẩn khi có quá nhiều ký sinh ở trên đó. Vâng, nói đến đây thì tôi cũng thấy với cách canh tác của nhiều nông dân hiện nay thì và cách thức sử dụng phân bón cũng như là thuốc hóa học còn phổ biến thì thật không dễ để rơm có thể trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ là nhiều bài học về nông sản bị trả lại và người nông dân thì chính là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất khi mà sản phẩm của chúng ta thì không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng trong hợp đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay thì Nhật Bản đã từ chối 7 lô hàng tôm của Việt Nam do dư lượng kháng sinh cấm. Dẫu biết vậy nhưng mà sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn. Thế mà nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là giải pháp tốt khi mà giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập, vừa hạn chế được việc đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến môi trường. Và thị trường thì rất rộng, không chỉ ở ngoài nước mà còn ngay cả trong nước nữa. Trong khi chúng ta sản xuất ra rất nhiều hoa quả, thậm chí là xuất khẩu, thì một bộ phận người tiêu dùng vẫn phải mua hoa quả nhập khẩu với giá rất là cao, chỉ vì không đủ niềm tin về độ an toàn của nông sản trong nước. Và tham gia vào cuộc chơi này để tự cứu chính mình, trước tiên người nông dân cần phải thay đổi tư duy và lối sản xuất của mình trước đã. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 3 cán bộ đảng viên tại An Giang bị xử phạt vì bị cho là nói xấu chủ tịch tỉnh trên Facebook. Sáng ngày hôm nay 18 tháng 11, ông Vương Bình Thạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết ông không hề can thiệp vào chuyện này. Thậm chí ngày mai, các sở ngành liên quan của tỉnh sẽ họp xem xét lại quy trình xử lý cán bộ như vậy là đã đúng hay chưa. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo để mọi người hiểu rõ hơn về vụ việc. Rất nhiều ý kiến cho rằng 3 cán bộ viên chức An Giang bị xử lý do bị trù dập. Ông Vương Bình Thạnh cho biết, ông không chỉ đạo về vụ việc này. Bản thân ông không nhận được thông báo nào về vụ việc, nên cho đến bây giờ, việc xử lý các cán bộ đó ông chỉ biết qua báo chí phản ánh. Cũng theo ông Thạnh, do việc đó liên quan đến bản thân ông, nên ông không can thiệp mà để cho cơ quan chức năng tìm hiểu xử lý cho khách quan. Nói về vụ lùm xùm này, ông Vương Bình Thạnh cũng bày tỏ quan điểm là sẽ xử lý quyết liệt để chấn chỉnh và ngăn chặn. Nếu quả thật ông Thạnh không biết và không can thiệp thì trong sự việc này, các sở ngành của An Giang phải được biểu dương vì sớm phát hiện và rất tích cực chủ động xử lý một vụ việc mà không cần phải dư luận lên tiếng hay là cấp trên đôn đốc yêu cầu. Tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Trước đây một tuần sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu thì vào ngày hôm nay 18 tháng 11 thủ đô Paris của Pháp lại rung chuyển vì các vụ đấu súng dữ dội ở ngoại ô. Với nhất là 2 nghi phạm đã thiệt mạng, trong đó thì có một phụ nữ đánh bom tự sát khi mà cảnh sát bao vây một tòa nhà ở ngoại ô của Paris, được cho là nơi ẩn náu của kẻ chủ mưu của vụ khủng bố hồi tuần trước.
Vụ đấu súng diễn ra từ 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức là khoảng 10 giờ 30 phút sáng theo giờ Hà Nội, ở Saint-Denis, ở ngoại ô phía bắc của Paris, nơi có sân vận động Stade de France, một trong các mục tiêu của vụ khủng bố hôm 13 tháng 11. Theo hãng tin Reuters, thì Abdelhamid Abao, 27 tuổi, nghi phạm từ Syria giật dây vụ khủng bố hồi tuần trước ở Paris, nhiều khả năng nằm trong nhóm người cố thủ trong căn hộ ở ngoại ô phía bắc Paris này. Và các cuộc đột kích của cảnh sát cũng được cho là nhằm săn lùng kẻ tấn công thứ 9, là một kẻ cực đoan được cho là tham gia vào vụ tấn công hôm 13 tháng 11. Giới điều tra đã không biết về tên này cho tới khi đoạn camera theo dõi cho thấy là một người bắn súng từ trong xe cùng những kẻ tấn công khác. Một nguồn tin cảnh sát cho hay là 3 nghi phạm đã bị bắt, 3 cảnh sát và một người nữa bị thương trong chiến dịch. Tuy nhiên thì hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ các nhà chức trách. Vâng, quý vị và các bạn đang có thể tự hỏi rằng cái bị nghi là chủ mưu mà cảnh sát Pháp đang vây bắt là người như thế nào mà lại có thể gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng đến như vậy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Cái này có tên là Abdelhamid Abao. Tên này vốn đã nằm trong danh sách đen của lực lượng an ninh nhiều nước sau một video clip của IS trên mạng ghi cảnh hắn cầm lái chiếc ô tô chở đầy xác chết đến một hố chôn tập thể. Abdelhamid Abao, 27 tuổi, người Bỉ gốc Maroc, là nhân vật không hề xa lạ với lực lượng an ninh các nước. Người này đã bị truy nã từ hồi đầu năm nay tại Bỉ. Tuy nhiên, vẫn có thể vừa lẩn trốn an toàn vừa gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tuần trước, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng. Vào tháng 1 qua, Abdelhamid Abao bắt đầu bị cảnh sát Bỉ để ý sau khi cảnh sát tấn công một trung tâm khủng bố IS ở Bỉ do chính hắn lãnh đạo. Tuy nhiên, y đã trốn thoát. Trước đó, Abao từng bị tình nghi tham gia âm mưu tấn công một nhà thờ ở Paris hồi tháng 4, và lộ ý đồ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên nước Pháp với âm mưu tấn công một đoàn tàu cao tốc đến Paris hồi tháng 8 vừa qua. Theo truyền thông phương Tây, Abao cũng từng cầm súng cho IS ở Syria. Vâng, và những diễn biến tiếp theo của cuộc vây bắt này thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong bản tin Nhật ký cuộc sống được phát sóng vào lúc 19 giờ hôm nay trên VTC14. Trang web chuyên về máy tính Top 500 vừa công bố danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới. Và đứng đầu trong số đó thì vẫn là siêu máy tính Tianya 2 do Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc phát triển. Đây là lần thứ 6 liên tiếp siêu máy tính Tianya 2 chiếm vị trí siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Thì hiện Trung Quốc đang có số lượng hệ thống siêu máy tính lớn gấp 3 lần so với danh sách trước đây. Được biết là siêu máy tính Tianya 2 được lắp đặt vào năm 2013 có tốc độ đạt 33,86 petaflop mỗi giây. Mỗi một tetraflop thì tương đương với hiệu suất 1.000 tỷ phép tính một giây. Và tiếp theo trong danh sách là siêu máy tính Titan được lắp đặt tại phòng thí nghiệm quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Liên bang Mỹ với tốc độ là 17,59 petaflop mỗi giây. Tuy nhiên thì Mỹ cũng là quốc gia có nhiều siêu máy tính nhất trong top danh sách 500 kể từ sau khi ra mắt siêu máy tính lần đầu tiên vào năm 1993. Thuật ngữ siêu máy tính dùng để chỉ một máy tính vượt trội trong khả năng và tốc độ xử lý. Và thuật ngữ này được dùng lần đầu tiên trong báo New York World vào năm 1920 để nói đến những bảng máy tính lớn của IBM làm cho trường đại học Columbia. Và siêu máy tính hiện nay thì có tốc độ xử lý hàng chục teraflop và có công suất tương đương với khoảng là 6.000 chiếc máy tính hiện đại nhất hiện nay gộp lại. Và siêu máy tính thì có khả năng giả lập những cái vụ nổ hạt nhân, lập mô hình khí hậu trái đất hay là dự đoán những cái khí động học của máy bay, tái dựng lại các chức năng vật lý của não bộ và nghiên cứu chất liệu ở cấp độ phân tử. Và những cỗ máy này thì thường chiếm một không gian rất lớn và ngốn rất nhiều năng lượng điện. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với một câu chuyện rất đáng chú ý. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình. Ôm mai chi chua cay, ông xã hạnh thích mì này lắm. Chỉ mua 10 gói mì ông xã thích, bà xã nhận ngay một túi hoa đi chợ. Đẹp lung linh. Mua 10 gói ôm mai chi chua cay, tặng ngay một túi hoa đi chợ. Yamaha Grande mới. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mở đầu chuyện tối nay với một câu hỏi rất là thành thật.
Quý vị và các bạn xin đừng cho là thiếu khiếm nhã, bởi vì nó sẽ rất là gần gũi và cấp thiết trong cuộc sống của mỗi người. Đó là các bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh là không tìm nổi một chỗ để đi vệ sinh và đành phải đi tiểu tiện ở ngoài đường dưới ánh mắt của bao người đi đường qua lại, hay nói là đến từ hố xí, thì quý vị có bao giờ quan tâm đến lịch sử ra đời của danh từ này hay chưa? Vâng, có thể nói nếu trong chúng ta ai đã từng phải đi vệ sinh ngoài đường hay là chưa biết được lịch sử của từ hố xí thì cũng phải thừa nhận một điều rằng sự ra đời của hố xí mà bây giờ chúng ta lịch sử hơn gọi là toilet hay là nhà vệ sinh hay là WC đã giúp mọi người có được nơi đi vệ sinh cố định, sạch sẽ và văn minh. Và tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng vua Louis XIV nổi tiếng của nước Pháp đã tuyên bố tin vui đến hôm của mình khi đang ngồi trên xí bệt. Và có người cũng đã nói với tôi rằng trình độ văn minh của một xã hội đôi khi chỉ nhìn qua ô cửa nhỏ của một cái toilet, tức là nhà vệ sinh. Đó không chỉ là nơi chúng ta đi vệ sinh mà đó còn là một không gian văn hóa quan trọng với sức khỏe và môi trường sống. Và không chỉ riêng tại Việt Nam, thế giới vẫn còn hơn 1 tỷ người đang phải dùng nhà vệ sinh kiểu cầu tõm. Và từ năm 2013 thì Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 19 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà vệ sinh thế giới. Và nếu ai đó trong quý vị còn cảm thấy đây là một đề tài tế nhị với mình, kiên kỵ với mình thì có lẽ còn cần thiết để duy trì ngày xây dựng nhà vệ sinh. Và cùng trao đổi với chúng tôi về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời. Và đó là ông Nguyễn Huy Nga, ông vốn là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường y tế và nguyên là Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế của Bộ Y tế. Và lời đầu tiên thì cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, và trước khi bước vào cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời quý vị cũng như là mời ông Nga sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn dưới đây của chúng tôi để cùng xem nhiều người dân đang sống giữa thủ đô Hà Nội đang phải đi vệ sinh như thế nào. Gần 30 năm sống tại ngõ 60 Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng là ngần đó năm, ông Hùng và hàng chục người dân xung quanh phải chấp nhận đi vệ sinh ở nơi như thế này. Nhà tắm thì có đèn. Nhà vệ sinh này được xây từ năm 1965, tức là đến nay đã tròn 50 tuổi. Không đèn điện, có 4 khoang vệ sinh chung thì khoang để đi tiểu luôn trong tình trạng bốc mùi hôi và khai và không được dội nước. Còn 3 nhà tiêu đi nặng thì đã tắc hoàn toàn, phải khóa trái cửa, bỏ không nhiều năm nay. Người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng khó có thể nhịn đi vệ sinh. Thế mà ở đây, nhiều người dân vẫn phải thường xuyên nhịn. Hoặc không thì phải ra những nhà vệ sinh công cộng, cách đó gần 1 km. Tỉnh nào cũng phải đi, nhưng mà riêng cái khu mà đi đại tiện ấy, thì nói chung là xóm này cứ ra nơi công cộng. Vì nói chung nó tắc như thế, vì không sửa chữa được. Mà sửa chữa giờ tôi tính là nó hàng trăm triệu, thì nó cũng khó. Không chỉ người dân phố cổ, các hộ dân tại ngõ Phổ Giác, phố Ngô Sĩ Liêm, quận Đống Đa, cũng đã nhiều năm nay phải sống chung với cái nhà vệ sinh công cộng, chẳng bao giờ vệ sinh. Nhà vệ sinh mỗi bên có 8 ngăn để cho người dân đi, thì mỗi bên chỉ còn dùng được 1 ngăn. Mùi hôi khai thì cách đó gần 100 mét đã ngửi thấy. Đây này, chú hẳn và nhìn hẳn trong của chị. Đây là bên nữ nhá. Bên nữ. Muốn đi ngủ rồi nhưng mà khai không chịu được, thì lại phải quay xuống để lấy chậu để dội cho nó bớt khai đi. Còn nếu không thì mùi khai, phay khai lồng lặc lên. Cảm giác bước vào cửa có thể làm mình buồn nôn luôn. Thì cái mức độ ô nhiễm của nó quá cao. Ngày có nước còn chịu được. Những ngày mất nước thì các hộ dân tại đây gần như sống dở chết dở. Hà Nội mùa này không chỉ có hương hoa sữa. Vâng, thưa quý vị, đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, chàng nàng đợi nhau bên nhà xí, nhường nhau đi trước, thế là yêu. Và khi mà tôi đọc như thế này thì chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả đang bảo là Linh Đan đang đùa. Thế nhưng mà những câu chuyện cười ra nước mắt như thế này thật sự là để châm biếm về người dân phố cổ Hà Nội phải khổ sở như thế nào chỉ vì việc đi vệ sinh và đặc biệt là những nhà vệ sinh công cộng. Và chúng ta đang ở Hà Nội của thế kỷ 21. Thưa ông Nga, là ông nghĩ sao về những hình ảnh cũng như là ý kiến của người dân trong phóng sự vừa rồi ạ? Tôi thì đây là một thực tế và tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận định, những nhận xét, ý kiến của người dân các khu phố đó. Và tôi đã đến những cái khu phố đấy và
không riêng các khu phố cổ mà cả khu tập thể cũ, các chung cư cũ, không riêng Hà Nội và một số thành phố khác thì cũng có hiện tượng đấy. Dạ vâng ạ. Và Hà Nội còn thế thì chắc hẳn là như lời ông nói, rất là nhiều nơi trên khắp đất nước của chúng ta cũng không khá hơn mấy, đúng không ạ? Và nhất là khi mà chúng ta cũng đã từng có một địa danh gắn liền với khái niệm cầu tỏm. Không biết là ông có biết địa danh này hay không ạ? Vâng, hiện nay thì ở Việt Nam vẫn còn 4 triệu người đi phóng uế bừa bãi ra môi trường. Và ở vùng nông thôn thì mới 65% hộ gia đình có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, và nhiều nơi vẫn đi ra cầu cá hoặc là cầu tiêu, ao cá hoặc là cầu tõm. Cầu tõm là tiếng khu vực miền Bắc, còn ở phía Nam người ta gọi là cầu tiêu trên ao, vâng, rạch. Và đây được coi như không có nhà vệ sinh và coi là hiện tượng phóng uế bừa bãi ra môi trường. Dạ vâng ạ, tôi nghĩ chắc là nhiều người nông dân ở những vùng quê đấy thì họ cũng không ý thức được rằng là mình đang phóng uế bừa bãi ra môi trường đâu, đúng không ông? Và như thế là không phải là có một địa danh mà có rất là nhiều địa danh gắn với lại khái niệm cầu tõm hay là đi tiêu trên ao cá như thế. Và ăn uống thì có thể nhịn, nhưng mà đi vệ sinh thì khó có thể nào nhịn được, đúng không ạ? Vâng, đại tiện tiểu tiện là một nhu cầu cơ bản của con người. Dạ vâng. Không thể nhịn được, và nhịn thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tâm lý của con người, cho nên cần là họ phải giải quyết ngay cái nhu cầu sinh lý đó. Và điều này thì là ai ai cũng hiểu và ai ai cũng đã ít nhất một lần đã từng trải qua. Thế nhưng mà ông nghĩ như thế nào về câu chuyện là có rất là nhiều các em học sinh nhỏ không dám đi nhà vệ sinh của trường, đi học một ngày từ sáng đến chiều về tới nhà thì mới dám đi vệ sinh ở nhà của mình ạ? Thì bởi vì nhà vệ sinh đấy là không thân thiện với các em. Người ta dùng danh từ thân thiện, tức là các em phải thích cái nhà vệ sinh đấy, nó không mà sạch sẽ đối với các em, mà nó có thể cả làm các em sợ hãi thì các em không đi nhà vệ sinh đâu. Vâng ạ, tôi có được đọc thì biết là nếu mà chúng ta, đây là một nghiên cứu, người ta chi ra $1 để đầu tư cho nhà vệ sinh thì sẽ tiết kiệm được $7 trong cái việc là chúng ta ngăn ngừa được bệnh tật cũng như là nâng cao được cái năng suất làm việc của mọi người. Vậy thì chúng ta đâu có thiếu tiền đến mức mà không làm được nhà vệ sinh. Như ông nói rằng trường học thì nhiều trường nhà vệ sinh không đảm bảo, chúng ta xây được trường to như thế cơ mà sao lại phải để ra những tình trạng như thế ạ? Vâng, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới thì một năm là riêng không có nhà vệ sinh thì làm ảnh hưởng thất thoát của chúng ta khoảng gần $1 tỷ, 800 triệu, 900 triệu, 1 tỷ đô la Mỹ. Cái này là có thể là do, trước hết là do nhận thức của những cái người dân, rồi là của lãnh đạo chính quyền địa phương. Cả hai bên đều là chưa có cái nhận thức sâu sắc về vai trò của nhà vệ sinh, coi đấy là một cái điều kiện sống cơ bản của mình nữa, ngoài cái nhà ở. Vâng, như vậy là rõ ràng là chúng ta có nói đến rất nhiều những cái thứ tổn thất về về giao thông gây ra này. Bây giờ ông vừa cung cấp một thông tin tôi nghĩ là rất nhiều người cũng thấy là rất là mới, đó là tổn thất do không có nhà vệ sinh gây ra. Thì với cái riêng con số đấy ở Việt Nam là con số ông vừa cung cấp đúng không ạ? Vâng, đấy là con số của Ngân hàng Thế giới nói về Việt Nam. Cả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới gần đây đã đưa ra cái con số đấy. Vâng, như vậy có thể thấy là nó một cái tổn thất rất lớn, chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện chúng ta nói đùa với nhau là đi vệ sinh. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Huy Nga trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nếu một khu vực nào đó của một nước có những nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn thì một phần của vấn đề vệ sinh môi trường đã được giải quyết. Nhưng có lẽ ít có nơi nào lại có kiểu sinh hoạt kỳ lạ như người dân phố cổ như trong phóng sự vừa rồi quý vị và các bạn theo dõi. Có thể họ cũng không cho rằng đó là chuyện bất bình thường, bởi vì họ đã sống như thế quá lâu rồi mà chẳng có cách nào để khắc phục cả. Nhưng mà không chỉ ở phố cổ và cũng không chỉ là ở các nhà vệ sinh ở khu dân cư sinh sống, mà hệ thống nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội thì cũng là một câu chuyện đáng đề bàn. Và xin mời chuyên gia cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp một phản ánh sau đây của phóng viên Chào Buổi Tối. Một hình ảnh thường xuyên diễn ra trước trạm trung chuyển xe buýt tại cổng công viên Thống Nhất Hà Nội. Nhà vệ sinh có, nhưng phải đi rất xa, nên những chiếc thùng này dễ dàng trở thành thứ để người ta giải quyết nỗi buồn. Là đỡ, ngày xưa là toàn đi chạy hết xuống dưới đường rồi này. Thế là để như thế, thế là mỗi một tổ ở cái đoàn này chỉ thu có 100 để cho các cô ấy sáng bê đi đổ đấy. Đấy mà 4 tổ đấy, đây cũng 400.000 để cho mà mỗi một sáng người ta đổ khoảng 3 thùng đầy. Một nhà vệ sinh công cộng khác tại khu vực trạm trung chuyển Long Biên. Dù là nơi thu tiền nhưng nhìn vẫn rất bẩn. Trên các khu phố ở Hà Nội, thứ nhiều nhất là cửa hàng, cửa hiệu. Còn thứ hiếm nhất, thậm chí không có, là những nhà vệ sinh công cộng. Chẳng ai nhịn nổi nhu cầu vệ sinh đến khi về nhà, nên họ phải xả ra đường. Tôi cảm thấy rất xa mà tôi đến với nhà vệ sinh.
tôi đến nhà vệ sinh thì tôi cảm tưởng thấy rất là bẩn và cảm thấy bốc mùi. Cả thành phố Hà Nội, 7 triệu dân, đón thêm 3 triệu du khách mỗi năm, nhưng cũng chỉ có hơn 300 nhà vệ sinh công cộng. Nhưng tìm thấy không có nghĩa là dùng được. Vâng thưa quý vị, người Hà Nội và du khách đến đây có thể đều đã biết đến nhà vệ sinh công cộng cạnh Hồ Gươm, đối diện với Bưu điện thành phố. Đây cũng có thể coi là một vị trí trung tâm nhất của Hà Nội. Và tôi được biết là vào những năm 80 khi cố chủ tịch Hà Nội Trần Vĩ cho xây dựng nhà vệ sinh này thì đã bị vấp phải sự phản ứng rất gay gắt, cho rằng việc làm đó là xúc phạm Hồ Gươm. Và đến nay thì không biết là cá nhân ông Nga có cho là như vậy hay không, và ông đánh giá như thế nào về quyết định của vị lãnh đạo vừa rồi ạ? Tôi thì ngược lại, tôi cho rằng đấy là điều cần thiết. Với những cái nơi đông người, những nơi du lịch, những nơi nhiều nhà hàng, quán cà phê thì cần phải có những cái nhà vệ sinh công cộng để người ta giải quyết cái nhu cầu cơ bản của người ta. Nếu bạn đi sang Trung Quốc, ngay Thiên An Môn, quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh thì hai bên có hai nhà vệ sinh nhìn rất rõ và rất hoành tráng, trong đó có cả tivi để xem nữa. Tức là họ cũng không quan niệm đấy là chỗ là bẩn, tuy rằng phong tục của Việt Nam với Trung Quốc thì gần như nhau. Dạ vâng, sau 30 năm thì đã có nhiều thứ thay đổi đúng không ạ? Trong đó có nhận thức của chúng ta. Thế nhưng mà sau 30 năm thực trạng các nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội đang như thế nào, mà đâu đâu chúng ta cũng đang gặp những cái vết loang lổ, hay thậm chí là những hình ảnh mà chúng ta vừa xem trên phóng sự vừa rồi, đó là một người đàn ông đã đi tiểu tiện ngay trên con đường gốm sứ rất là nổi tiếng của Hà Nội ạ. Vâng, hiện trạng hiện nay thì ở Hà Nội là nhà vệ sinh thì vừa thiếu vừa kém về chất lượng. Với nhà vệ sinh thì không có một cái kiến trúc nào cả, ta đi không, tức là xấu xí. Thứ hai là bên trong thì nhiều nơi cũng không có xà phòng rửa tay, vòi nước cũng bị hỏng, và những cái bệ xí thì nó bẩn và người ta cũng không dám ngồi vào những cái vị trí đấy, cho nên nó cũng không thân thiện với con người. Và đặc biệt thì không có những cái nhà vệ sinh dành cho trẻ em, cho người tàn phế hoặc những người tàn tật hoặc phụ nữ. Vâng, tôi nghe những người nước ngoài khi đến Việt Nam thì họ có nói một câu chuyện, đó là ở Việt Nam thì có những cái thắng cảnh như là Hạ Long Bay này, Cam Ranh Bay này, bây giờ thì có cả cái Cam Giai Bay nữa. Thì thực, nếu mà nghe ra thì nghĩ kỹ một chút thì hóa ra nó là cái biển cấm đái bậy của chúng ta treo ở khắp mọi nơi. Và người ta nói rằng đây có thể coi là một di sản của văn hóa của Việt Nam, ông nghĩ sao? Vâng, cái đó thì cũng là một cái câu đùa, nhưng mà tôi nghĩ là những cái đấy là bởi chúng ta đi cả con phố thì bởi vì người ta không chịu được nữa thì người ta phải viết lên là cái bay đấy, Cam Giai Bay. Và bởi vì thực ra người ta cũng hai yếu tố, một là ý thức con người, thành phố Hà Nội là cũng có nhiều người còn lao động, là người nhập cư, họ không biết đi vệ sinh vào đâu. Tức là thứ hai là chúng ta cũng thiếu các nhà vệ sinh, các nơi để mà người ta có thói quen đi vệ sinh vào để dân người ta vẫn tiếp tục đại tiện và tiểu tiện ra môi trường bên ngoài. Như vậy là lỗi của cả hai phía chứ không chỉ riêng của người dân, mình không thể đổ lỗi nói là người dân thiếu ý thức đúng không ạ? Dạ vâng, người ta nói là chất lượng nhà vệ sinh thì phản ánh mức độ văn minh ở nơi đó. Và với những gì đang diễn ra tại Việt Nam, với những gì mà người Việt Nam đang quan tâm đến nhà vệ sinh, đặc biệt là nhà vệ sinh công cộng, thì chúng ta đang đạt trình độ văn minh đến đâu thưa ông? Theo ông nghĩ ạ? Theo tôi, nếu mà về đánh giá về mặt nhà vệ sinh công cộng so với các nước xung quanh ta như Thái Lan, Malaysia, Singapore thì nền văn minh y tế công cộng chúng ta kém hơn nhiều, chưa kể đến Nhật Bản. Bởi vì ở đó người ta có những nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Ngay cả Singapore chúng ta biết rằng ngay ra vào cổng nhà vệ sinh thì họ đã có cái bảng điện tử, và người ta yêu cầu đánh giá nhà vệ sinh tốt thì không tốt và kém, và có thể người ta trừ lương hoặc phạt tiền cái người dọn vệ sinh ở đấy, hoặc là người ta khen thưởng những người ở đấy. Còn ở Nhật Bản thì mỗi công trình vệ sinh ở tại công viên là một công trình kiến trúc đặc sắc. Hàng năm người ta tổ chức thi những cái nhà vệ sinh đặc sắc, và đặc biệt là họ không thu tiền. Dạ vâng, và khi mà nghe qua những công nghệ tiên tiến hiện đại trong những công trình nhà vệ sinh công cộng ở những nước tiên tiến trên thế giới như thế thì chắc chắn có lẽ là một tương lai còn xa lắm, nhưng mà hy vọng rằng là Việt Nam của chúng ta sắp tới sẽ đạt được đúng không ông? Thưa quý vị, một nhà di truyền học của trường đại học Harvard Mỹ cho rằng trong nhiều yếu tố kéo dài tuổi thọ của loài người thì nhà vệ sinh là yếu tố quan trọng nhất. Ở một số quốc gia như là Australia, một trong những thông tin đầu tiên du khách được nhận khi đặt chân đến sân bay đó chính là bản đồ nhà vệ sinh công cộng. Có thể nói, chỉ riêng các nhà vệ sinh đã trực tiếp mách bảo với người nước ngoài về trình độ văn minh và khỏe mạnh mà một đất nước đang phô ra tại nơi người ta vừa đặt chân đến. Và một đặc điểm chung của các nước đã thoát khỏi tình trạng chậm tiến là việc đảm bảo vệ sinh môi trường được thực thi một cách rất quy củ và bài bản. Nếu ngẫm nghĩ sâu thêm một chút nữa thì có thể thấy những cái nhà vệ sinh còn là nền tảng văn hóa của một xã hội đang biến đổi. Vậy nên, nếu có đi đâu đó thì điều đầu tiên để đánh giá về nơi đó chính là những nhà vệ sinh, quý vị nhé.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Huy Nga đã tham gia chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình hôm nay đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.